Kim Quảng kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bạn Có Biết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, nhân dịp chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức hội thi nấu ăn để các đoàn viên trong công đoàn, đặc biệt là các chị em thể hiện tài năng nữ công gia chánh của mình. Và có mặt tại không gian của hội thi nấu ăn, chúng tôi cảm thấy là mọi người đang chuẩn bị rất là náo nhiệt. Bây giờ Kim Quảng xin mời quý vị cùng với ekip của chương trình Bạn Có Biết chúng ta đến với hội thi vô cùng ý nghĩa và thú vị này nhé. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2020 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã tổ chức cuộc thi nấu ăn nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tạo cơ hội giao lưu sinh hoạt, động viên nữ cán bộ viên chức thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đây cũng là hoạt động nhằm khuyến khích sự chia sẻ tham gia của nam đoàn viên, thể hiện sự khéo léo, đảm đang của nam nữ đoàn viên trong vai trò xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp đoàn viên công đoàn giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm về nữ công gia chánh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Kế hoạch đã triển khai cách đây hơn nửa tháng, cho nên là đa số là các đầu thi đều chuẩn bị rất là sẵn sàng. Thì đầu thi năm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thì chúng tôi gồm có 5 đầu thi được ghép như thế này. Thứ nhất là đội thời sự, thứ hai là đội quản lý, thứ ba là đội chương trình trong thông tin điện tử, thứ tư là đội văn nghệ giải trí và dân tộc miền núi, thứ năm tức là đội kỹ thuật công nghệ và đội chuyên đề. Đây là 5 đội, còn bộ chị em đã sắp xếp kế hoạch và bố trí thời gian về đây cùng với tất cả các cái nam cán bộ viên chức cũng tham gia trong cái hội thi này, cho nên tóm lại là chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ và để chuẩn bị cho cái hội thi này chu đáo và nó hấp dẫn. Vâng, không gian tại hội thi với một không khí thi đua rất là sôi nổi và náo nhiệt. Bây giờ Kim Quảng mời quý vị sẽ cùng với Kim Quảng chúng ta sẽ đến thăm từng tổ nấu ăn nhé. Đầu tiên thì Kim Quảng đã có mặt tại đội kỹ thuật công nghệ chuyên đề. Có thể nhìn thấy là hình ảnh cái khâu chuẩn bị rất là phong phú, rất là đẹp mắt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là đội công nghệ quá trình chuẩn bị như thế nào để lên được một cái bàn ăn ngày hôm nay. Vâng, bên cạnh Kim Quảng lúc này là biên tập viên Hoàng Anh. Chị có thể chia sẻ là cái công tác chuẩn bị cho phần dự thi ngày hôm nay. Nói chung là cái việc này thì lên ý tưởng thì ngoài bản thân mình thì cũng còn có nhiều anh chị em ở hai tổ công đoàn chuyên đề và công nghệ kỹ thuật, thì mỗi anh chị mỗi người một tay, rồi xây dựng ý tưởng này kia, rồi chuẩn bị thực phẩm nữa, thì mỗi người mỗi việc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với đội dự thi thứ hai nào để xem. Mọi người đang rất là hăng say chuẩn bị nên chúng ta sẽ bắt nhanh khoảnh khắc thôi nhé. Bây giờ là chúng ta đang ở khu vực của đội khối quản lý. Những bàn tay tài hoa của các chị đang tỉ mỉ chuẩn bị món ăn. Vâng, đây là chị Yến của đội khối quản lý. Chị Yến ơi, chị đang làm món gì đó? Chị đang làm món bò bốc thấu em. Món khai vị bò bốc thấu. Chị có thể nói cho em biết sơ qua về món này được không? Món này là món ăn những nguyên liệu chuẩn bị này gồm có thịt bò, chuối chát, khế, cà rốt, hành tây. Và món ăn dễ làm, ăn mát và tùy có mọi lứa tuổi. Là món ăn rất là dễ ăn và rất là đẹp mắt. Vâng. Và rồi còn chị có thể cho biết những cái món còn lại của tổ mình là những món gì? Hôm nay khối của chị sẽ là món ăn nhẹ là hoành thánh. Súp hoành thánh. Và thêm một món nữa đặc sản Thứ Thanh là món răng bừa. Món gì ạ? Bánh răng bừa. Nghe cũng rất là lạ. Bánh răng bừa là đặc sản Thứ Thanh. Và món tiếp theo là tôm hấp dừa. Wow, hấp dẫn quá thưa quý vị. Chúng ta chờ đợi phần hoàn thành tác phẩm. Và trước khi đến với những thành phẩm thì chúng ta đến với những khối dự thi còn lại ha. Bây giờ Kim Quảng sẽ mời quý vị đến với khu vực dự thi của đội phòng thời sự. Đây rồi. Những gương mặt thời sự suốt ngày là chúng ta
phóng viên của chúng ta là đi ra ngoài hiện trường ghi nhanh rồi thực hiện các phản ánh những tin tức thời sự chính luận, mà ngày hôm nay thì lại thấy họ ở một khía cạnh khác là rất là mềm mại, khéo léo trong nấu ăn. Vâng, bây giờ thì chúng ta đang ở rất là gần nè phóng viên Dương Oanh. Dương Oanh ơi, hàng ngày thường xuyên đi đưa tin thời sự như vậy thì có thời gian đâu mà mình luyện tập tài nấu ăn để mình có thể tham gia một hội thi có vẻ như là rất là chuyên nghiệp như thế này. Thật ra thì hàng ngày mình cũng không có nấu ăn đâu. Nhưng mà 20/10 thì mình cũng tài một tí. Thể hiện chị em mình đúng không? Rồi, món nào là món tủ của Dương Anh trong cái bàn thi ngày hôm nay? Món của thời sự thì cũng khá là đơn giản. Món tủ của thời sự có thể nói là không có một đội nào có thể có được, đó là món bít tròn. Wow, món bít tròn. Đây là đội thứ 3 mà Kim Quảng và ekip ra đến để mà thăm thì thấy món bít tròn này có vẻ như khá là lạ. Bây giờ chúng ta sẽ gặp một đầu bếp kỳ cựu, biên tập viên Duy Yên. Chị có thể chia sẻ thêm về cái công tác chuẩn bị các món ăn để tham dự hội thi ngày hôm nay. Nhưng là phòng thời sự thì chuẩn bị rất là đơn giản, những món ăn là hướng về truyền thống thôi. Ví dụ như mấy trộn là ở quê này há cũng sẽ có rồi. Rồi rau củ quả rồi cũng đơn giản chứ không có thời gian chuẩn bị nhiều. Vậy nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đủ dinh dưỡng, nhưng đủ mà cầu một tiếng hướng đánh của phòng thời sự, tiêu chí của phòng thời sự khi đưa bàn ăn lên dự thi là gì? Truyền thống hả? Truyền thống, hướng về truyền thống là chính. Chúc cho tổ thời sự chúng ta giành được chiến thắng cao nhất. Thời sự cố lên! Và bây giờ chúng ta có mặt tại một khu vực nấu ăn bảo đảm với quý vị là không những ngon miệng mà rất là đẹp mắt. Đó chính là khu vực nấu ăn của tổ biên tập tiếng dân tộc và văn nghệ giải trí. Đây, quý vị có thể xem qua. Chỉ bắt đầu từ khâu chuẩn bị mà chúng ta đã thấy rất là đầu tư, hình ảnh rất là bắt mắt. Vâng, một món ăn thành công thì phải đảm bảo ngoài yếu tố dinh dưỡng ngon miệng ra thì phải đẹp mắt cũng rất là quan trọng. Đặc biệt là đặc trưng của phòng văn nghệ và giải trí thì ý tưởng sáng tạo của anh chị em biên tập viên và phóng viên rất là nhiều. Chúng ta hãy gặp đầu bếp chính chủ đạo tất cả món ăn ngày hôm nay. Đó chính là biên tập viên Phương Thì, cũng là chủ nhiệm của chương trình Bạn Có Biết. Chào chị Phương Thì. Chị ơi, từ cái kinh nghiệm của một người thực hiện các chương trình Bạn Có Biết bao nhiêu năm nay, chị áp dụng như thế nào vào hội thi ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ thêm. Hôm nay đến với hội thi ngày hôm nay thì chọn món ăn mà làm từ nguyên liệu từ đất quảng của mình, ví dụ như cá nóc đồng, ếch núi, và đây là cái mũi được mua từ Văn nghệ cố lên, văn nghệ cố lên, văn nghệ cố lên. Vâng, tại khu vực chuẩn bị của đội thi, chương trình và trang thông tin điện tử, vâng, các biên tập viên đang chuẩn bị rất là nhiều. Mà tôi có hình dung, nhìn thấy là sự tất bật của các đầu bếp. Vâng, bên cạnh Kim Quả lúc này là đầu bếp Kim Huệ. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn nhanh, có vẻ như là đây là tổ trưởng của tổ dự thi đội chương trình và trang thông tin điện tử, biên tập viên Kim Huệ. Kim Huệ ơi, bạn đang chuẩn bị món gì đó? Mình đang chuẩn bị món gỏi cuốn. Ngoài ra mình có những món gì để tham gia? Ba chỉ giòn da nè, gà nướng với lại lẩu cá. Wow, bạn có thể bật mí một chút điều gì đặc biệt nhất trong bàn ăn mà bạn đến tham dự ngày hôm nay? Món đặc biệt chắc là món lẩu cá. Vâng, đội chương trình và trang thông tin điện tử bật mí là món lẩu cá sẽ là món đặc biệt nhất mà họ đem đến dự thi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, các đầu bếp của chúng ta đang rất là tất bật, chính vì vậy là không thể chia sẻ được nhiều hơn. Quý vị hãy cùng với Kim Quảng và ekip của chương trình Bạn Có Biết, chúng ta tiếp tục thăm từng khu vực thi nấu ăn để xem cách họ chế biến như thế nào, quý vị nhé. Hãy cùng chương trình trải nghiệm cái không gian có thể là một lễ hội thú vị của chị em. Vâng, thưa quý vị, hàng ngày thì chúng ta chứng kiến chị em đi chợ rồi bếp núc rất là bình thường rồi. Và các hội thi nấu ăn thì cũng thường là các chị em thi. Mà điều đặc biệt của hội thi nấu ăn của công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ngày hôm nay, chúng ta thấy xuất hiện rất là một vài gương mặt nam tiêu biểu và xuất sắc. Và để xem họ đến với hội ăn này với một tâm thế như thế nào nhé.
tham dự hội an ngày hôm nay, đặc biệt là sắp chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Anh Việt, kỹ thuật viên phòng kỹ thuật, anh cho biết cảm xúc mình. Thì cũng với tinh thần hòa chung với cái ngày vui của phụ nữ thì chúng tôi là những người đàn ông hôm nay có cái dịp để vào bếp để thể hiện một cái món ăn và một vài món ăn để góp cái phần vào cái ngày hội của phụ nữ, thì thực sự cũng là rất có nhiều cái cảm xúc, thì chúng tôi cũng rất cố gắng nấu thật nhiều món để cho nó để các chị em phụ nữ và các đồng nghiệp trong cơ quan để thưởng thức trong cái ngày vui này. Thật sự là ở nhà thì tôi cũng thường hay nấu ăn cho vợ con, thì đó cũng là một cái thú vui mà tôi rất thích. Đối với mình là không chuyên, nhưng mà thật sự ra là em đến với hội thi hôm nay là em thấy rất là đẹp, rất là đánh giá rất là cao về hội thi ngày hôm nay. Nhất là về chuyên môn của em thì đánh giá cao nhất là đội này. Đối với em là có thể là hình thức là đẹp nhất trong tất cả trong năm đội thi ngày hôm nay. Thấy một người rất là son sang chuẩn bị những món rất là hấp dẫn. Tôi anh nghĩ như thế nào về tài năng của anh vậy em? Tài năng thì mình thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà thì sau là mình phải thử những món để đạt được đánh giá cuối cùng thì phải chờ đợi thử thách. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần hoàn thành của các đội thi. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội tham dự. Đội văn nghệ giải trí và dân tộc miền núi với các món ăn, cá lóc chiên mắm xoài, gỏi bưởi tôm hủ, gà đá ếch đùm lá chuối. Với tiêu chí của đội, nguyên liệu phải được lấy từ nguồn thiên nhiên như cá lóc đồng, bưởi tiên phước, ếch núi, gà tam xuân, các loại rau lấy từ làng rau Trà Quế. Những món ăn của đội mang đậm nét văn hóa người Quảng và cách trang trí thuần Việt. Từng món ăn đã được bàn tay của các chị em trong đội nán nót tỉ mỉ, các tỉa trang trí đẹp mắt. Hương vị món ăn đậm đà đã giành được giải nhất đầy thuyết phục. Giải nhì là đội chuyên đề và kỹ thuật công nghệ, không chỉ mang đến cho khán giả những món ăn thú vị mà tên gọi như thổi hồn vào các món ăn, cuốn hút biết bao khán giả có mặt tại cuộc thi như Quê mình xứ Quảng, Biển đảo quê hương, Nhịp điệu cuộc sống, Bạn có biết, Phụ nữ Quảng Nam. Về ba là đội thời sự với các món ăn đậm hương sắc Việt, và hai đội khối quản lý và phòng chương trình và trang thông tin điện tử cũng đang góp phần tạo sắc màu cho cuộc thi với giải khuyến khích. Tất cả các đội đã mang đến cuộc thi sự nhiệt huyết, vui vẻ và những món ăn đầy hấp dẫn. Vâng, thưa quý vị, không khí của hội thi rất là náo nhiệt, rất là vui, đúng như tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra, đó là tạo một sân chơi bổ ích để các anh chị em có cơ hội gặp nhau, giao lưu học hỏi và đồng thời kết nối tình cảm cán bộ viên chức để mọi người tiếp tục tạo thêm hứng khởi để tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình. Và đặc biệt qua ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng với sự sáng tạo vô hạn của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cán bộ viên chức của đài. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Bạn có biết của chúng ta đã hết rồi. Kính Quảng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.